À, thì Trung chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Trung có cái bài tiếp theo nói về vấn đề đi đám tang ha. Thì chúng ta thường thì trong xã hội thì trong quan hệ làm ăn thì là ông bà cha mẹ bạn bè xui gia người thân cô chú dượng gì khi mà có mất hay là chết chúng ta phải đi đi cúng điếu chúng ta đi là để tế bái ha. Thì chúng ta phải cần cái gì khi đám tang để chúng ta không được xui, thì trong cái điều kiện này chúng ta không đi là không được đó. Biết rằng đi là không may nhưng mà giống như chúng ta không đi là không được, giống như hồi xưa nó lực bất đồng tâm, giống như là kinh kha vậy đó. Ra đi là biết vẫn chết mà vẫn phải đi đó. Thì còn nói cái này thì nó không không phải mình đổi gì mà chết ha, thì nó ghê gớm quá nó xui thì nó cũng te tua. Thì đối với những người mà làm ăn lớn những người có địa vị, có chức vụ, làm ăn cái gì mà nói chung là nhạy cảm thì người ta rất là kiên cử. Đang làm ăn phơi phới hơn đi đám ma, cái đi đám cưới về cái xui, gặp đủ thứ chuyện, gặp rắc rối đó. Thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì thầy nói về cái đám tang ha. Cái đám cưới á, thì chúng ta còn có thể tránh được, ví dụ chúng ta gửi tiền hoặc người đi dùm đó thì còn được, chứ mà đám tang thì mình không đi nó cũng không được ha. Đó là không thể nào từ chối được đó. Thì chúng ta để muốn được một cái đi chuyến đi được nó đi nhiều may mắn ha, đi nó cũng tốt mà về thì nó cũng bình an, công việc thì nó vẫn được được tốt đó. Thì thường thường có những người đi thì nhưng mình đừng có thường thường mình đi đám tang thì mình cũng không được những đem cái thứ mà gọi là có chất hút ẩm ha. Hút ẩm là nó nguy hiểm lắm đó. Thì thứ nhất là thường thường chúng ta thường những người ta kể thì người ta cũng phải mang theo một tép tỏi đó, ta đập dập đập dập rồi ta bỏ vô túi hoặc mình kỹ nữa có thể là mình thì mình tha vô người thì điều đó là cũng tốt. Hoặc hai là mang theo một cái đập tỏi, nó phải đập dập nha, chúng ta bỏ củ tỏi vô mà không đập dập thì nó cũng không được cái khử mùi ha. Tại vì thường thường cái đám tang chúng ta đã biết rồi ha, cái hơi nó cái khí nó rất là độc, là độc nó. Chúng ta thường với cái chỗ mà cái người mà đi đám tang gì á, chúng ta cũng thấy con chó nó hửi cái nó cũng xỉu lăn ra ha. Tại vì con chó là cái khứu giác nó rất là mạnh, khi nó hửi vô là nó có tác dụng liền. Chúng ta giống như một con nhà mới, con chó mà bỏ vô cái nhà thì thầy nói thì giống con chó mình thử mới mua cái nhà mình vô mình để con chó vô, con chó nó không chịu nó bỏ chạy ra, nhất là con chó con ha. Đó là nhà nó khí rất là ghê ha, tại vì con chó nó muốn thính, nó nhạy cảm lắm đó. Chúng ta thấy chó nghiệp vụ nó cũng vậy đó, người ta cho đánh hơi thì đương nhiên chúng ta thứ nhất chúng ta phải mang theo tỏi, thứ hai là chúng ta thể là mang lá trầu 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 mà dôi ha, dôi chúng ta tất cả kiến đồ đó, chúng ta cũng hay đánh dấu thập ở cái kiến mình đó. Một cái kính mình mà chính chú thủy mà mình không để tan ha, mình mãi cho nó là cái kiến mình nó sao nó sẽ bị ố luôn ha, nó bị hư luôn đó, nó ghê là như vậy đó. Chúng ta phải thử dôi chúng ta phải hay vẽ lên cái kiến tất cả những đồ đạc chúng ta phải chùm này nọ hết để không là nó mục theo chủ ha, nó theo chủ luôn. Rồi thứ ba là có thể là dùng dầu dầu xanh ha, dầu xanh cũng được, dầu xanh cũng được đó. Chứ chúng ta thường thường mà chúng ta mà đem mang trà theo người á, thì cũng được, cúng thì được ha, này nọ, chứ mà mình mang theo người á, trà là hút ẩm dữ lắm nha. Thì thường thường á, cái trà chúng ta thường thường thấy tẩn liệm chúng ta thấy cũng là cái liệm bỏ trà vô chiếu những cái chất nó hút ẩm đó. Mình không thường thường mình đừng có dùng chất hút ẩm. Còn mấy người kỹ nữa thì chúng ta đừng nên uống trà, tại vì trà là hút ẩm mà chúng ta khi mà nấu không để vô, mà uống trà thì không uống đó. Thì chúng ta có thể uống nước suối cũng được đó, chúng ta cũng định được uống trà tại vì trà thì nó đã hút ẩm, khai ra thì chúng ta nấu thì nó sẽ hút vô ha. Thì làm cho thì cái này những cái người mà thầy nói là những cái người mà người ta kiên cử thôi ha. Có những người mình bình thường không có gì thì cũng không sao, bình thường mình không có làm ăn lớn gì thì nó cũng không sao. Sợ những cái người mà người ta làm ăn lớn người ta kiên cử dữ lắm ha. Đó, thí dụ thầy nói những nhóm người là người làm thầu đề đó, là những người mà ta nói giống như là làm bên gọi là chứng khoán hay là những người mà gọi là ta nói giống như là gọi là kinh doanh mà cái tính chất hơi nhạy cảm theo hàng ngày hàng giờ đó, thì chúng ta cũng phải kiên cử ha.
À rồi thứ thứ nhất thì những cái người mà thí dụ như là tránh những cái người đi là phụ nữ có thai là cũng không đi, trẻ nhỏ thì chúng ta cũng không được cho đi đám tang. Thứ hai nữa, phụ nữ mới sinh thì cũng không được nên đi. Người già yếu sức khỏe cũng không nên đi. Rồi cái người bệnh, thí dụ như là viêm bệnh mãn tính, cấp tính thì cũng tránh ha, không có thì mình cũng tránh nên đi. À, là cũng đã tốt. Và những người mắc bệnh ung thư hiểm nghèo thì khỏi nói rồi ha, là chúng ta cũng 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 không có có đi. Nhưng mà trước khi đi và chúng ta về thì chúng ta thường thường ta dùng vỏ bưởi, than, chúng ta nấu, là trong đó chúng ta xông ha, ta xông rồi ta bước qua, mình kỹ nữa thì mình cởi áo đồ đó mình bỏ ngoài cửa, rồi mình đứng mình xông hết. Quả thứ hai nữa mình tắm rửa sạch sẽ, rồi mình đi vào nhà, để cho khí nó không vào nhà, để nó khí vào nhà vô nó còn đeo bám mình nữa ha. Đó thầy đã nói đây là cho những cái người mà nên kiêng cữ ha, làm ăn lớn. Còn những người mà làm ăn không có gì thì thầy thì cũng bình thường, cũng cần kiêng cữ làm cái gì, mình cũng không có làm ăn gì lớn, mà nó thường thường mấy người làm ăn lớn có tính chất gọi là hàng ngày hàng giờ thì điều này là phải là cấm chứ. Thầy nói là nhầm người tới đó đi đám tang nó không cho uống nước trà, nó thích chúng thì thầy nói uống thì bình thường không có cái gì hết. Nhưng mà chúng ta đối với người mà làm ăn lớn nha, phải cẩn thận điều này. Rồi những người mà thí dụ như có vết thương, chúng ta không biết có vết thương thì chúng ta đừng có đi. Thầy nói giống mình cái vết thương mình bị mới vừa thí dụ ta nói là bị té xe là bị gì ha, đứt dao đứt tay, đi đi vô cái đám ma về nó hành nó cương là không chịu nổi luôn ha. Đó. Là tưởng người mà có là vết thương mà mới về mổ là cực kỳ là không nên đi nha. Đó. Cái điều này là điều đó là nó quá rõ ràng ha. Những người nào không tin nó thì đi đi rồi thấy cái cảnh ha, thầy báo trước vì nó hành nó cương là ta nói hả, nó tày quầy luôn ha. Rồi chúng ta không ấy là nó dễ bị nhiễm trùng luôn. Thì cái chỗ đám tang thì hơi cái người chết là như vậy, đó là những cái nơi mà chúng ta phải cần. Thầy nói là những cái gì mà cấm kỵ á, chúng ta đừng có nên đi. Còn đám cưới cũng vậy ha, đám cưới thì nó dễ rồi, đám cưới thì chúng ta thường 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 mà chúng ta đi đưa dâu đưa này nọ thì tất cả những người đi trên đoàn ta đi đến nơi thì về đến chốn, chúng ta được không nên đi nửa chừng rồi chúng ta có công việc ta bỏ đi ngang vậy là điềm nó cũng không tốt. Cô dâu mặc áo dài màu trắng thì chúng ta tất cả những người bên đây thì thằng bà con gái chúng ta cũng không nên mặc cái bộ đồ nó giống như gọi là cô dâu cũng không tốt. Rồi thứ hai nữa, đám mực cưới chúng ta cũng kỳ mặc đồ đen, như áo đen đầm đen này nọ là chúng ta cũng phải hạn chế ha, là không làm như vậy. Rồi phòng cô dâu thì chúng ta những cái người ấy thì cũng không được ngồi lên, trừ những cái em bé ha, tuổi mà còn nhi đồng thì còn được ha. Còn những người khác thì cũng không được nên ngồi chỗ giường của cô dâu chú rể, nó cấm kỵ đến chưa. Thì thầy nói này cho vui thôi ha, có những người thì thầy nói vậy có nhiều người ta bác bỏ lắm, nó thầy ơi giờ này thầy còn mê tín dị đoan nữa. Thì bởi bây giờ không mê tín dị đoan chúng ta thấy vợ chồng thì ta nói giống như cơm bữa ha. Lấy nhau bữa trước chưa tới 1 tháng là chia tay, nhầm người 1 năm hoặc 2 năm 3 năm là nhiều lắm rồi, đã đi hết rồi. Còn nhiều người mới có gọi là tới nhau nhận tiền mình đính hôn, chưa đính hôn rồi phải đi trả của người ta lại nữa, đòi tiền rồi nữa, thầy nói vậy đó. Chứ đừng có nói mà ở được vài ba hôm là cũng còn 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 có đám cưới, có người chưa tới đám cưới nữa mà đã trả của hồi môn lại rồi, đòi vàng dòng của cải bao nhiêu lộc trả lại hết nó như vậy nữa. Chứ đừng có nói mà hô ở được hoặc là sanh đứa con đẻ ra vậy là cũng là thời gian đã lâu rồi đó. Thì thường thường chúng ta tin thì đương nhiên thì nó lành, còn chúng ta không tin không kiêng cữ thì đương nhiên nó xảy ra hậu quả là như vậy. Mà bởi giới trẻ này bây giờ nó là như vậy. Thì nói này cái phần người có thể là người lớn tuổi ha, cái độ mà khoảng cái tuổi thì độ khoảng thì những người mà độ thì nói chắc cũng khoảng từ 40 ha, 40 đổ lên còn miễn mai là tin, còn cái nhỏ nhỏ xuống này nó không có tin đâu. Nó nói khi nó còn cười nhạo thầy nữa. Nó người nó cười nhạo. Nhiều người thầy nói này thầy đã biết rồi. Nhưng mà làm thầy thì phải nói cho rõ. Để cho nó biết khi mà nó xảy ra thì từ từ cái tuổi qua đó thì ông suy nghĩ là ông thầy cũng nói đúng. Tại vậy. Rồi cái đám cưới ha, thường thường á, tại vì thường thường bây giờ á đám cưới là đi xuôi là nhiều, tại bây giờ nó lấy nhau nó có bầu trước không à, nó có bầu trước không thì đương nhiên là tại sao chúng ta đi. Thầy nói lại cái thầy này cũng đã nói những cái phần trước rồi, thầy nói lại luôn tại sao mà đi đám cưới mà lại nó xuôi, tại vì nó có bầu.
Thì ta nói bốn mắt ha, bốn mắt nhìn nhau ha, thì thường nó là sinh, tại vì em bé là nó có cái thai nhi là hài nhi sắp sửa sinh, thì đương nhiên thường trong cái mà chúng ta biết trong cái môn mà kỳ môn động giáp thì nó có 8 cửa, thì cửa sinh thì nó phải có cửa tử, mà bây giờ cô dâu đó người ta đang cái cửa sinh thì mình vô đi sao, mình chỉ cửa tử là mình chết, là mình xui đó, nó là như vậy, nó là như vậy đó. Người ta sinh thì mình tử, còn người ta chết thì mình sinh. Tại sao đi cho nhà, cho người mượn nhà làm đám ma, không ai cho mượn nhà làm đám cưới là như vậy. Mình mượn nhà đám cưới là mình xui dữ lắm, mà những cái nhà mà mình cho mượn làm đám ma thì lại mình âm âm nhầm, tại vì quan tài đem tới mà, quan tài là tài ha, chữ tài đã tới. Người cưới là sinh, sinh là sao, sinh là sinh nở ra, người ta sinh nở thì đương nhiên mình phải tử, là mình chết, có sinh thì phải có tử đó, quy luật nó như vậy, sinh thì phải tử, người ta sinh thì mình chết, người ta tử thì mình sinh. Nó thì chúng ta thấy những có cái vật phong thủy đây đó thầy, đấy thầy có cái này nói nè, chúng ta nhầm người ta sợ đó, thầy thấy có cái vật này cũng rất là hay. Chúng ta thấy là thầy là thấy, đây là về phong thủy ha, có những người rất là sợ ha, nhưng mà thầy đây nè, thầy đây sẽ giới thiệu cho tất cả những người để biết về là cái này, cái này cái gì đó, thấy không đó, cái này cái gì rồi, cái này là quan tài nè đó, quan tài đây, người đó đây đó, bỏ vô SGC 4 số 9 đó. Đó, để lại liên quan đó. Cái này là về là phong thủy ha. Chúng ta sợ đó, thì những cái người mà bây giờ là bệnh nặng đau yếu thì nên thỉnh cái này về. Cái thọ thường thường cái hồi xưa thì để nói cái thọ, những cái người mà họ già xưa sống thọ sao, mấy người mà yếu yếu sắp sửa chết đem cái này đem về cái là sống thêm nữa, 5, 10 năm, 20 năm nữa cũng chưa sao nữa. Thọ thì mấy cái người mà thường thường nó đem quan tài để sẵn thì nó khó chết lắm, còn mấy cái người mà không có đem chuẩn bị sẵn nó thì nó hay bất tử. Thì cái này thường thường á, cái người người Tàu ha, người ta hay cột cột cái này nè, đây nè, người Tài đỏ nữa nè, thấy chưa đó, thầy rất là nhiều ha, vậy là phong thủy đó, nhầm người thấy cái này sợ gì lắm ha, đó, sợ lắm. Cột ta lấy một cái cọng dây đỏ ta cột, ta treo ở giữa cái cửa, mà cái cửa chánh của nhà mình á ha, treo nó nằm ẩn ở trên trên cái cửa chính, làm cái này là tài ha, nó tài lộc nè, chứ nhầm người không không nghĩ là thấy cái này sợ lắm ha, mà không phải. Cái này về phong thủy nè, nó có ai thấy này chưa đó, thì theo theo như thầy á, thì những cái nhà nào mình muốn phát tài thì mình phải thỉnh cái này đó. Ở trên đây thì thầy bên kia thầy có đóng 10 lượng vàng SGC được ha, đẹp không? 10 lượng vàng SGC đều vô. Nhập tài phú quý rồi ha, bốn nhập tài là phú quý. Ở đây đều nó có hết, cái nắp. Tên tuổi mình, đây, ấn vô, nó là đây đó, tại đây thầy có rất là nhiều ha. Nó là chúng ta đừng có sợ với người sợ ha. Nó gì thường thường cái người ta cột cái quan tài này cửa, lúc nào nhà người ta cũng được được phú quý đó. Còn những người mà ai là bệnh đau ốm yếu hoài không được thì thỉnh cái này về để vô, để trong nhà đó. Có tiền thì mình thỉnh nguyên cái lớn ha, cái thiệt ha, 10 triệu, mười mấy triệu, 20 triệu, 30 triệu gì đó, nó tùy theo là gỗ. Nhưng mà điều cái quan tài chúng ta phải kính, phải biết chỗ nơi nha, những quan tài hầu gỗ tốt chúng ta tàn là nó đổ xi măng ở trong không ha. Nhầm cái quan tài ấy, nhầm người khiêng không nổi là tưởng đâu là gỗ tốt, nhưng mà ở trong là xi măng không à. Tại vì quan tài không lẽ chúng ta thỉnh, chúng ta ta đem về nhà chúng ta không lấy búa ta đập, ta đục ra, đương nhiên có ai đâu mà đục, nó dễ gọi là nó ma giáo ha, cái người mà làm ăn đó không đàng hoàng đó. Cái quan tài khiêng ra cửa đó ha, khiêng vô đụng vô tường, đụng vô cửa đó, đầu nó mẻ nó bể, nó mới lòi xi măng ra người ta mới biết. Chứ thật sự chúng ta mua cái quan tài gì có ai, mình không để mình lấy cái búa mình đập hay dao, hoặc là cái máy khoan mình khoan, không ai dám hết. Nhưng mà thường thường ta nói cái gì nó cũng gian xảo, hay làm ăn mà không đàng hoàng thì có ngày nó cũng lòi ra. Ta khi quan tài ta đụng vô cái da chạm vô góc cạnh đó, nó bể ra, nó lòi xi măng ra,
Từ đó mới có biết là gọi là quan tài giả. Rồi thì Trung hôm nay cũng nói sơ tới đây thôi ha, để chúng ta tham khảo về những cái nền kiên cử ha. Nhá, thầy cũng Trung hôm nay cũng quên ở trong thủy nè. Đó, cái này rất là tài nhá, quan tài. Tài. Cái này là tài thiệt ha, cái này nó thầy cũng thầy nói những người ở hậu sợ ha, là thỉnh này về đó là làm ăn cũng khá lắm ha. Chúng ta treo cửa chính. Ha. Thì giả trên đây thì những cái người đa số thấy cái này ta sợ lắm. Không gì đâu mà sợ ha. Cái này là gì phong thủy ha, nó là tài lộc đó. Một ngày thì ta nói ai cũng một ngày nào cũng phải đi về đi đi vào đây thôi ha, ai cũng phải đi vào đây nằm ở đây thôi, ai cũng phải vào đây thôi, một chôn đất hai là thiêu, cái là chuyện bình thường, cái là không có gì bà phải sợ hết. Đó. Chúng ta càng sợ thì chúng ta đó là càng đi theo ông bà sớm, bình thường. Cái chuyện sống chết là bình thường, bao nhiêu người đó, ông bà mình sống tới tuổi đó thì mình chết. Thí dụ mình sống là thí dụ như 70-80 tuổi ha, thì đúng rồi, đi chết là đúng số rồi ha, cũng đúng cái kiếp người rồi. Chúng ta đừng đi sớm quá, có những người đó, sợ nhất là đi sớm quá ha. Mà ở đời thì nó vô thường lắm, nó tuổi nào nó cũng đi hết ha. Thầy nói rồi, mình sống được cái tuổi qua mà gọi là thất thập cổ ly hy là một đêm là vui rồi ha. Nói chung thường thường 70 tuổi là chúng ta phải nên là đáo tế ta ăn ha, ăn mừng tuổi thọ và mình sống được một kiếp người đó là nó cũng được trọn vẹn rồi ha, 70 tuổi. Rồi thì Trung xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Nói về cái vấn phong thủy chúng ta làm sao để tránh xả xui đồ ha, để chúc cho mọi người cũng như là được có cái may mắn ha, đi đám tang đi thì cũng vui vẻ thì về cũng vui vẻ, chứ những người đi đã rồi cái đủ thừa cái đám cưới này đi về nó xui. Đó, rồi đi đám ma, từ đám ma tới giờ đi nó xui, nó không có tiền. Đó, là vậy. Đó, chúng ta phải có cách để chúng ta làm cho nó hết xui. Còn những cái người mà không nên đi thì nói nãy rồi ha, những cái người mà bị bệnh nan y, bị người lớn rồi trẻ nhỏ đó ha, phụ nữ có thai ha, là vết thương đang người đó, là cũng không nên đi, nó tránh ha. Đó là đấy, còn tất cả những gì là mình cũng phải là kiên cử một chút ha. Rồi thì Trung xin chào và hẹn gặp lại cái bài nói đằng sau. Nếu có hay thì cho thầy Trung thêm một like ha, rồi tôi có gì thì chúng ta bình luận ha. Ở trong đây thì thế nào thầy nói thì cái giới trẻ đương nhiên là nó cũng có bác bỏ nhiều đó ha. Nhưng mà chuyện bình thường ha, ai không tin thì thôi, chuyện của người ta, giống như đạo vậy, ai muốn tin đạo này thì ta tin, ai muốn theo kia thì là quyền tự do của mỗi người. Chúng người ta nghe thí dụ thầy nói đây chúng ta tham khảo thôi, tham khảo mình phải nghĩ ra có đúng không. Đó, mà thường thường mấy người mà không có làm ăn lớn gì cũng khỏi cần tham khảo làm gì, cũng không có tin làm gì đâu, có làm ăn gì đâu. Mà mấy có những người mà làm ăn càng lớn ha, cái độ nó hên xui nó ghê lắm. Con người mình không có làm ăn gì đó, giống như mình ta nói cái giận mình nó xấu thì mình giống như mình đi ẩn, thì mình không có làm ăn gì, tối ngày mình ở nhà đi ra đi vô này nọ thôi. Đó, thì cái độ quả nó rất là hiểm, nó không có hiểm nguy của những người làm ăn lớn. Đó, đủ thứ đó, giống như thuyền nan trên sóng lớn gặp đủ thứ chuyện đó. Thì nó tới nó quả nó ập nó ghê lắm ha. Thì bởi những người mà làm ăn lớn đó, có đủ thứ chuyện dễ bị thần kinh nhức đầu lắm. Thầy đã biết, thầy cũng đã từng trải qua rồi. Còn đối với người mình làm bình thường thì nó không có sao hết. Thí dụ tháng 6 thì mình ở nhà, mình đâu có làm gì đâu. Còn những người làm ăn lớn người ta đi đủ thứ cái chuyện, giờ ngày đó không đi cũng không được. Ngày đó họp hội gặp người đó, ngày đó gặp gì cũng khách hàng cũng không đi cũng không được. Nó bắt buộc con người ta nó ép vào đi con đường đó, phải rất là sợ. Còn những người mình sống tự do, mình không có làm gì, mình thích thì mình đi, mình không thích thì mình không đi. Đó, thì mình còn tránh được. Có những người biết cái cuộc đó đi ngày nó giờ đó mà cũng cưỡng ép, nhưng mà bắt buộc cũng phải đi. Nó khổ vậy đó. Không đi là không được. Rồi, thì Trung xin chào và hẹn gặp lại ha. Các bạn nói đằng sau.